Chào mọi người nhá. Hôm nay thức dậy lúc buổi sáng đi xuống biển đi xem bãi biển, khi nước thì chiều xuống thì có những con gì ở trên bãi biển không nha. Mình xem nhặt cái con gì nữa. Đây. Sau những hôm trời bão thì sóng to nó giạt vào bờ rất nhiều loại hải sản. À đây này, nó khiêng cái này. Trời. Hai mẹ con khiêng chứ. Điểm sắc ạ. Đi xuống kêu với mẹ. Lạc sò lúc bây giờ đấy mẹ. Lạc sò lúc đi 6 người nữa luôn. Thảo ra. 6 người. Nhiều quá nhiều. Đường này có không có sò tròn hả? Sò với thế đâu. Đấy. Trực tiếp luôn. Tiếp luôn. Được rồi. Ông như ông mới vũ được bác. Quá anh Phương. Ăn gì bao nhiêu thế? Để cho mỗi nhà nó một cái rồi. Lâu rồi mới có cái kiểu sò nó dạt vào bờ biển các bạn. Là cái nhặt thì người ta để đóng cái người ta mang về. Thằng cu kia được nhiều không? Dưới bờ biết lấy xe à, chứ. Cứ thỏ tay xuống rồi, nhặt được rồi. Đây nó nhiều này. Nhiều nhiều lắm này. Ê. Cứ thỏ tay xuống cá cái nhặt lên được thôi. Nha, nó bánh này nha. Nhặt lên được con. Nhiều lắm. Này cháu ơi, thoải mái. Đầy đi mà. Đầy, có luôn rồi. Bắt đầu cục cùng cậm nha.
mà đỡ. Đấy, con nước. Con nước mà đi. Nè. Ở đây mua ăn thì ngâm nước đi thôi. Ngâm nước rồi, phải ngâm nước. Nè, rất con to. Ừ. Tầm bờ con to này. Đây. Bà Hường đấy. Nè. Các bạn nhìn thấy cái máy này không? Tăng lên con sò to này. Đấy. Bà con lên nha. Ăn kịp không? Phải ăn kịp không? Mánh này, đầy nhiều lắm này. Nằm ở ố đây. Ngồi nhặt lúc được bữa ăn đây này. Thoải mái trong. Con kia to kìa. Đây. Đây, cò tóm nè. Ở đâu đây? Cò bắt ta đây lấy. Ở bắt bánh nè. Mắt não. À, mắt bánh to con hơn đây nè. Ăn ấy bấy lấy. Ừ, biết quen nghe bà Lan này đấy. Không phải nhỏ, biển nhỏ lắm. Có cái ốc mà. Đây. Đây, khá là to. Niềm Lương Thịnh Long Bình đang quay. Rất nhiều loại hải sản lạ. Đây là ốc rùi nhá. Đây là ốc đình. À hôm qua cái thằng đấy cho mình đến đủ này. Cái thằng bè à? Cạo nó đủ mấy được trước. Cái thằng bè à? Đánh hỏng bán. Trong đây luôn á. Đây là. Đến đứng đây này. Đúng không? Cái nạn này nó gọi là cái nạn cái nào. Hôm nay thì không đi nạo ngao thì lại đi bắt sò. Ý là nó cứ đi nạo ngao nhưng nó thấy sò nhiều nó bắt sò. Cái này làm bằng tre nhá, xong bắt đầu người ta chẻ đôi ra. Đầu tiên là người ta gắn một cái liềm. Này có một cái giỏ lưới. Cái này cũng ngao, cái này dùng để cho thắt lưng đấy. Cái mình nào ngao thì mình đi lùi nhá. Đây, đấy. Đây là đi lùi thôi. Dương Công Chính à! Cái sò như này thì trước khi ăn thì nên ngâm vào nước biển hoặc nước mặn khoảng ra một vài tiếng đồng hồ nó ngả hết cát trong ăn nó sẽ ngon hơn. Để gặp bồi đê bồi những cái mình như thủy triều nó xuống sâu ấy. Oh.